tìm được châu Phi và chốt vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Khả năng khá cao là bạn sẽ phải đánh đỡ mục tiêu. Và nếu như đội hình người ta ra triển khai hợp lý thì khả năng kiểm soát sâu là tốt đến từ bên phía của Viking. Ở những cấp độ, ví dụ cấp độ 5 mà chuyển lên sâu thì đó là thời điểm bật cái máy lạnh kia. Chưa có chiêu cuối thì Odie vẫn có tác dụng nhiều hơn. Khả năng dọn rừng đến từ con Brand có khả năng tấn công vào sâu. Và thêm cả là di chuyển ở cấp độ 5 thì thật ra Leona cộng với Mephiston vẫn có những áp lực hơn so với là con Nico. Thì hiệu ứng khống chế là như vậy. Nhưng mà đến thời điểm sau khi mà rồng bắt đầu xuất hiện, tôi cảm giác đội hình mình cũng dễ chơi hơn một xíu. Với Nico, với Kalista, thêm cả là chiêu cuối của Skarner và Rumble nữa. Thì có vẻ như phải bỏ mục tiêu mà thôi, và để giúp cho bên phía của Smolder KT tích thêm những cái điểm long hồn. Nó mang đậm tính chất đến từ cả hai khu vực và không ai muốn thất bại cả, như chúng ta đã nói. Một năm trời cố gắng không thể nào chỉ thi đấu hai trận tại chung kết thế giới. Rõ ràng là như vậy, và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên với một cái skin của Smolder vô cùng đẹp nhờ. Cái đa sắc này hơi bị đẹp đấy, cực kỳ ấn tượng. Và quan trọng hết là thời tiết ok nha, áo của Viking thiết kế theo phong rộng, thoải mái. Thời tiết ở bên Đức hiện tại đang mát mẻ, ngon lành luôn. Là cầm theo một cái quyền năng bất diệt, nó sẽ giúp cho cái khả năng hồi phục đến từ KT trong pha rồi đội chính thức vẫn khá là ok. Nghe không Guri, anh xin ném đây. Ui, Nadawe. Nadawe còn tốc hành để xem nào. Nadawe sẽ phải nằm xuống mà thôi. Nadawe đang bị bắt, đang bị dẫn rất nhiều. Và nó hết flash rồi hay. Là người bị tấn công, kỹ năng còn lại của Titan nó chưa đủ để hạ gục Nadawe. Và Nadawe có thể thoát đi trong tình huống này. May là cái cú tốc hành đó vẫn cứu sống được Nadawe tình huống này. Cánh trên tìm nó ít flash nha, ít flash nha, ít flash nha. Ít tốc biến nè, dịch chuyển lên đánh luôn Nadawe ơi. Ta là dịch chuyển có mặt mình nên kiểm soát được một sau. Chạy thôi, không cần đánh, vậy là được rồi đúng không? Vậy là vẫn có thể chấp nhận được chứ không phải là không. Nó ít tốc biến nha, nó ít tốc biến nha. Quedo vẫn đang làm tất cả những có thể để hỗ trợ thêm về cái năng. Nó ít tốc biến nha, nó ít tốc biến nha. Cơ hội tấn công là đây, Nadawe đang di chuyển vào. Và con sóng tiếp theo, Viking Sport đây là đội có được cái thế chủ động hơn để dựa trên cái khối lượng khống chế họ đang có được. Một cú nổ. Ok, hai sâu. Có được hai con sâu không? Chấp nhận. Với cái đội hình của Viking Sport, họ kiểm soát được hai sâu không đầu tiên của ván thi đấu này. Bây giờ Benjamin họ phải ăn con rồng này. Rồng một bỏ được. Tránh cái trường hợp là Viking Sport đánh thủ và chờ rồng nó ra đồng thời điểm với những con sâu không tiếp theo, thì bên phía của Viking Sport hoàn toàn có khả năng trao đổi mục tiêu. Và Penguin họ làm được điều bỏ, đó. Bỏ. Cắt lùi rất nhiều ở thời điểm hiện tại và họ làm được điều đó chắc chắn. Guri về đi. Pha này đánh không được đâu, tại vì ngưỡng sức mạnh đến từ Viking ở thời điểm hiện tại là chưa tới. Tình huống xử lý bạn làm gì vậy bạn? Đốt cỏ luôn mà. Tiếp theo của bản thi đấu. Và có thể điều đó là đã đúng khi mà những bước di chuyển đến từ Viking Sport từ nãy giờ đang tương đối mượt. Những pha trao đổi chúng ta xem, những pha trao đổi như thế này là quá ok. Viking hướng tiền. Cái câu chuyện nó sẽ nằm ở đó. Tức là cứ hòa hoặc thua tí xíu là cái đội hình này về lại rất đánh rất là mạnh. Biết đứng đâu luôn. Và chính tình huống khạc vừa rồi của KT Smolder farm được là ok. Đồ gặp một số vấn đề nhất định và anh ta đang thật sự chưa thể nào hài lòng được cho lắm. Tôi cũng chưa biết là cái mấu chốt. Thôi ra mớm quá đã. Cảm ơn Guri luôn. Nhưng cái vấn đề mà ta đang gặp phải là câu chuyện giải quyết lính sau lại KT phía bên kia chi tiến. Anh ta cầm lông đuôi rồi, chắc là chạy chết. Và Kari ok đang chờ đợi cho tình huống rờ về và anh ta rờ về được thành công. Cú này và làm cho Wiser có được chiến công đầu. Đại diện không có con mắt ở bụi cỏ chặt ba sau lưng thì khó. Skarner nó lủi lên cản được. Vấn đề là trước đó Guri vừa đánh cái hoa soi sáng và thấy được con Skarner trong tay của Karyuka ở. Và khi mà Guri nhận ra vấn đề thì anh ta đã phải lùi. Karaoke phía bên này thì cũng mình không cần ăn thêm. Mình chỉ cần nó không ăn là được. Càng lâu càng tốt. Tôi đang thấy rõ ràng là Smolder trong tay KT kia này thì đấu rất kỹ càng. Anh ta không muốn mình mắc phải những sai lầm nữa. Vẫn chưa về đến từ vị trí của KT. Có nghĩa là chắc rồng này vẫn chưa vội tranh chấp và đối phương cũng không dám lao vào. Kệ nó. Có bất kỳ một cơ sở nào cả, nhưng đường trên thì Nanoe gặp khó khăn rất nhiều khi mà cô Tristana đã có được mốc dự thị quái. Không được thì về nha em ơi. Anh ta lên những cái mảnh kháng phép đừng trước chết. Và bây giờ có một mảnh giáp nhưng trang bị lớn đầu tiên là cái giáp xô cũng chưa có. Phòng ngự trụ thành công rồi. 3 lớp giáp trụ so với 4. Và King vẫn đang hoàn thành khá là tốt giai đoạn lên của mình. Ít nhất là như vậy. Ít nhất là như đã nói ngay từ thể bắt đầu là không này, để mình nhỏ không chết là chơi được. Và lượng tiền của Viking Sport thật ra không hề có dấu hiệu bị thua thiệt. Đồng ý là bây giờ họ sẽ mất hai con rồng. Nhưng cái vấn đề là trong 15 phút hai rồng vẫn được. Sau đó đã kiểm soát được rồng gì rồng lửa. Rồng lửa. Những tình huống đánh rồng nó tốt hơn nữa, họ vẫn sẽ. Nhưng mà từ con rồng 3 là cạnh tranh được rồi. Sẽ cần có thêm một khoảng thời gian lớn nữa đây. Từ rồng 3 là cạnh tranh được rồi. KT cách biệt hơn đối phương 4 phút rưỡi nữa. Một tâm lý thi đấu vô cùng tốt cho KT. Có khi nào nó đủ stack không? 123 stack hả? 125 linh hồn. Hơi khó.
là không được mắc bất cứ một sai lầm nào cả. Còn đó phía bên này thì sao đây? Một pha băng trụ nổi không đây? Lượng sát thương vẫn chưa nhiều lắm, đã sẵn sàng để bọc đầu và Karaoke đã sẵn sàng rồi, một cú dịch chuyển để tổ chức pha băng trụ. Nadoge đã cố gắng lách. Lách được rồi. Cú rồi đó, hay. Nhưng mà tôi cảm giác Nadoge tỷ lệ nó okay, cao lắm, chịu. Anh ta vẫn sẽ bị bắt mà thôi. Nhưng cái tỷ lệ mà các thành viên còn lại ăn mạng của Turbo Advisor, đúng rồi. Quá tuyệt vời, câu được một dịch chuyển và một tốc biến của Tristana với cái thể hạ gục của Nanoe. Pha này thì phải mình thấy là ok nha. Nanoe đánh tốt nha, xuất sắc nha, xuất sắc. Tới hai skill vô cùng quan trọng. Họ sẽ cố gắng phá, họ sẽ muốn dùng giao tranh, tức là nếu như bên phía của Ben Gaming mà muốn nhảy vào đánh con sứ giả này thì phải trao đổi mạng. Đang lỗ được lính cánh trên, mình lợi được lính cánh dưới. Phải là này thật ra giao tranh vẫn là một cái gì đó tương đối khó, nhưng nếu như trao đổi thì họ vẫn có thể làm được. Chắc là nó có giam cầm lại rồi nha. Bên phía Vikingsport vẫn đang đánh gọi là ok với những gì mà chúng ta đã nói ngay từ thời xác định bỏ đúng không? Bỏ cho thằng nó đẩy đúng không? Ok, bỏ thôi. Họ cần vẫn là cái stack số trên người của KT mà thôi. Bỏ thôi. Quá nhiều về đại diện của VCS. Hơn tiền mà. Phép được hát bài đường một chiều của mình. Hơn tiền mà. Chứ ngoài ra tôi không xin phép hát bất cứ bài nào hát nào khác cả. KT. Tối quá KT ơi, tối quá. Không, được rồng thích. Còn cái tóc biến nha, Thấy cái bụi của con đó rồi. Rồi ok. Đấy. Hay là chưa thấy luôn. Rất hay. Và lượng sát thương dồn nó đủ hay không? Đây có gọi mẹ ra, sát thương vẫn đang dồn. Có được mạng không? Có được mạng không KT? Và KT đã bay nằm xuống. Quyền năng là thứ KT đã cầm và anh ta đúng với ý định đó. Cũng được, mặc dù chết nó hơi tục nhưng mà thôi, cục một mạng đổi một mạng. Ừ, mày hai người ta mới một mạng. Tài nguyên đầu tư rất là nhiều nha. Nên nhớ hai mảnh Muramana luôn rồi. Chỉ còn cách cái trượng delay thêm một số lượng tiền nhất định mà thôi. Nếu chơi đồng đúng không? Sát đồng. Trượng delay, ngọn lửa chết chóc, ngọn lửa chậm rì đến từ Guri được tạo ra thì khả năng tấn công của Sugen và KT sẽ rất là tuyệt vời. Nanoe có dịch chuyển. Nếu như muốn đánh rồng Nanoe cần phải dịch chuyển sớm, tại vì bên phía của Viking Sport đang thiếu tuyến trước. Họ rất cần Nanoe. Trừng phạt quan trọng nha Guri ơi. Dịch chuyển đi đâu? Dịch chuyển tới đằng sau đang cố gắng ngăn cản. Guri nhảy vào hất tung được ba thằng. Trừng phạt quan trọng. Bây giờ đi rồi. Chạy được. Hai mạng kia Nanoe. Hai mạng. Ba mạng luôn em. Hai. Tài tình tí nỉ hoàn toàn không tự đủ vừa rồi. Và Dean Quando bất lực hoàn toàn. Nice. Một pha dịch chuyển ngỡ như là xa đến từ Nanoe. Và một pha mở rất đẹp. Chết tụi bay rồi con Guri. Chết tụi bay rồi. Phía bên kia là Guri. Chúng ta có hai cơn bão. Đúng là như vậy. Bão đạn và bão lửa. Và bên phía của Megaming, những thứ họ nhận được là bão lòng mà thôi. Họ thất bại. Họ mất rồng. Họ mất 4 cái hạ gục. Và thậm chí họ mất luôn trụ một khu vực đường giữa. Và cuối cùng thì họ đã trở thành tro bụi trong tình huống đấy và xử lý rất tuyệt vời, cứ ngỡ như là pha nổ hoàn hảo nha anh em ơi. Lấy được rồng giao tranh thắng từ một thành viên nào đó. Rồng mình không chết, mình chết có hỗ trợ thôi. Rất thiếu, chúng ta xem thất tung xong thả mưa tên lửa và KT vẫn còn rất khỏe, cộng kèm thêm cái bảo đạn. Shogun nó có lấy được cái lõi bảo đạn tạo giáp hả anh? Không dám chơi nữa. Shogun lấy lượm được cái lõi ác vậy. Tôi đã thoát tim trong cái tình huống Guri mở được 3 thằng KT nó đứng trong cái bảo đạn đó, xong mình thấy KT bắn họ lên máu ta. Là người chiếm lợi thế. Ben Gaming bây giờ nếu như 192 stack rồi chịu win. Guri cũng được, tức là anh ta không cần phải e đúp hay là phải đúng combo là quy sao này nọ. Anh ta cứ thấy cái gì anh ta phang trước là anh ta phang. Đã thấy Dương Hà Sang người bị kẹt, chúng ta xem Karaoke làm bị giữ chân lại Karaoke. Karaoke hết lộn bài trong cái bảo đạn của Guri, nó gọi mẹ ra. Người đang phải thoát đi đó là Karaoke. Và Karaoke còn e đang đi qua đi lại. Karaoke đang ngồi dưới ngồi tấn công. Karaoke hơi khác được rồi hay chăng đây? Nanoe đang di chuyển tới và KT đã gục đường. Viking Sport tiếp tục thắng trong tình huống giao tranh vừa rồi. Một pha lách rất dễ đến từ Guri, một phút đoàn nha thung e đến từ Guri. Và bây giờ mở ra cơ hội Baron dành cho Viking Sport chứ còn gì nữa. Đối phương đang không có hỗ trợ và cũng không có người dây rừng, họ không có tiến trước. Dicaro đang muốn làm một điều gì đó, họ sẽ làm gì đây? Bình tĩnh nha anh em ơi. Tay Tần đang lựa góc mưa tơ lửa được bật lên. Bình tĩnh nha. Lui được thì lui. Lui được thì lui. Dicaro đang lựa những người còn lại. Tay Tần đang bị Commodore nó khạc. Ông Phong nha. Và bên phía của Ben Gaming đang phải lùi, còn trong đó Viking Sport phải chấp nhận cho câu chuyện là họ vẫn chưa thể nào ăn được bù lại Baron. Hơi khó dành cho bên phía của Ben Gaming. Bây giờ họ đang hồi chiêu đủ chưa? Thái Dương Hà Sang. Thì tập thể của đủ rồi. Nhưng con rồng đang được ăn.
rồng đang được rồng lửa, một con rồng rất quan trọng. Nanoe đã thấy. Không kịp rồi. Không kịp. Bên phía Vikings Box sẽ nghĩ tới câu chuyện giao tranh nhiều hơn, họ sẽ muốn giao tranh tốc biến lên giọng cù chỏ. Thái Dương Hà Sang bung ra tay tình mất tốc biến bỏ chạy, mưa tên lửa được bật Goody đang sử dụng khả năng có thể làm chậm. Nanoe phía này có thể bị kẹt Goody. Còn tốc biến lên và giữ chân làm tất cả mọi thứ để hạ gục KT. Họ thành công câu chuyện đó. Cánh còn lại số không bắt Wiser, nhưng Wiser là người giành chiến thắng. Goody tung combo còn lại. Cú nổ này đủ hay không để tóc biến dí và Sogan bắt buộc tóc biến rồi bỏ chạy. Anh ta có thể là chẳng là người đứng che chầm đội của mình và Goody đang bị bất lực hoàn toàn. Anh ta cũng sẽ phải cố gắng thoát đi. Sai lầm này kỳ này đến từ KT, thành cũng đến từ KT mà bại cũng đến từ KT. Một pha giao tranh và đội hình của Viking Sport họ chia phải tóc biến hướng. Khỏi con một hướng là KT cộng với Nanoe và một hướng còn lại thì không có tiến trước. Khi Abia đã tốc biến lên nhằm bắt vào vị trí của xạ thủ đối phương. Để sẵn nút D đi, để sẵn nút D đi. Một cú thanh tẩy ở thời điểm trước đó. Nhưng mà combo đến từ Bia nó không chạm được, nó đồng nhịp thì Kokalita vẫn tốc biến thoát kịp. Và sau đó là giao tranh dùng định mệnh mới gọi ném Kuri lên. Và cái góc tốc biến từ KT là không đủ để thoát cú nổ hoa trong tình huống vừa rồi. Phải tốc biến từ cái nhịp nó ấy đầu tiên kìa chứ để mà đã bị họ có thể đợi được. Dính cái CC đầu tiên rồi có tốc biến cũng không sống nổi đâu. Và khi mà chúng ta né được những cái chiêu thức quan trọng rồi sau đó phản công thì mới win được. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì bên phía của Viking Sport lại trở thành người chủ động. Và những bộ chiêu thức đến từ Viking không tung ra được. Lửa, nhảy không chịu kìa. Được một thành viên lên và đây rồi mới nói xong. Có gọi mẹ ra một ba la vào tất cả karaoke và ta góp được hai thành viên ta sẵn sàng kéo đi. Bảo đảm không? Nhảy vào tấn công và đưa cú bảo đảm. Tụi bay có hơi sâu không? Tụi bay có hơi sâu không? Titan và karaoke nằm xuống. Dispendo đã bị kẹt lại. Một pha e đã không nó vẫn lấy được trụ, nó vẫn lời. Đổi với lại mạng hạ gục. Nếu như chúng ta lạc quan một chút xíu nhìn vào điểm cộng, đối phương mất gần như toàn bộ những cái cú tốc biến quan trọng khi con rồng ra rồi và KT đã hồi, Sogan cũng đã hồi. Sogan sẽ hồi kịp cái cú tốc biến thời điểm hiện tại. Người duy nhất chưa có tốc biến quan trọng nhất của bên phía Ben nó là thực ra là hai con bot đó, con Nico. Như thế nào chỗ con rồng? Để chúng ta nở hoa không được trúng ai nha. Kuri đang là người thị bắt và tốc biến lên thì hiểu đã trúng hai bạn dùng sát thương sao mà mới nói xong. Làm sao để làm thì ngay lập tức KT đã giải quyết được vấn đề đó. Một cú dịch chuyển đến KT đã có thể phòng thủ được. Liệu Din Quang Đô đủ hay không đây? Din Quang Đô đang phòng thủ và làm tất cả những có thể. Dĩ đây, dĩ đây, dĩ đây, dĩ đây. Tăng thêm mức độ phòng thủ. Bên này người đang bên này đủ đam không vậy? Không ai khác chính là ba thành viên bên phía của Ben Gaming. Người này bị mất rất nhiều máu, đó là Karaoke. BE đang bị tấn công một cú dịch rất hay. Nhưng tay tình hình như đam không còn nhiều lắm. Đã có lá chắn KT bên này đang đánh nhau với Din Quang Đô. Din Quang Đô sẵn sàng một đấm. Cú đỡ rất đẹp của Din Quang Đô và anh ta vẫn thoát đi được. Vẫn là câu chuyện cũ, vẫn là câu chuyện mà muôn thuở. Từ từ Din Quang Đô, Din Quang Đô đang bị Guri dụ. Một pha hồi phục đang có, W đã trúng, bắt đầu sử dụng cái đầu là kỹ năng quy giúp cho mạng shutdown của Sogan đã có. Guri ơi, đi mà phải lấy được đầu đi. Thả ra mưa tên lửa Guri đi mà kẹt lại. Guri không có tóc biến nhưng Karaoke đang bị tấn công. Nhưng đường nó được không? Sẵn sàng bắt cho bằng được Guri và thành công với câu chuyện đó. Đã có rồng, đã có linh hồn rồng cho Ben Gaming. Và người gặp vấn đề là Nanoe. Sogan bất lực hoàn toàn khi ta không có bảo đạn. Viking Esports lại một lần nữa nhưng vậy một thất bại rất đáng tiếc. Và giờ sẽ là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, một pha tranh chấp bù lợi Baron. Kuri đang là người phải lùi, Nanoe cũng đang di chuyển để hỗ trợ thêm. Bia đã thấy được những người cần để có thể tấn công, bắt đầu di chuyển vào và Bia đang di chuyển. Karaoke quyết định là tấn công của Bia. Bia đã bị kẹt lại, lượng sát thương dùng là vô cùng nhiều. Bảo đạn được bật lên, Kuri nhảy vào hất tung được khá nhiều thành viên. Khắc xì gọi mẹ, mỗi combo còn lại cũng đã có và Nanoe bóng máu không còn cơ hội để thở. Din Quang Đô thấy được KT bắn hạ gục được KT. Và Pen Gaming là đội thắng trong ván thi đấu đầu tiên này. Một giai đoạn đầu đến từ hành lý trên tay cùng thuận lợi. Thật là cứ bình tĩnh thôi. Cái vấn đề ở chỗ là cứ bình tĩnh thôi. Họ không cần phải chủ động mở làm gì cả. Nói gì đó đi, cái bước rất vội vàng. Thôi không sao, vẫn còn một ván nữa. Làm lại mà vẫn end game. Hành lý trên tay rồi các em ơi. Khi mà lính vào thì họ vẫn end thôi. Vẫn có 4 sâu, lính đã vào rồi. Sẽ là 1-0 dành cho bên phía của Ben Gaming mà thôi. Một mình BL sinh không có cách nào để phòng ngự cả. Và Ben Gaming sẽ là thắng trong ván đấu tiên. Có thể nói là như vậy. Một ván thi đấu đã có những căng thẳng, đã có những vấn đề. Nhưng Ben Gaming là đội đã lật ngược được thế cơ. Còn trong khi đó thì bên phía của Viking Sport đầu game đánh, thực ra đánh đầu game mà trao đổi cái đó là đúng và nó rất là ok. Tại vì quốc Việt nha đó mà. Nhưng mà việc giao tranh nó vẫn là một cái gì đó rất khó để giải thích được đến tình bên phía của Viking Gaming.